phá không được nghe. Có mấy thằng vô tập nó hoàn thành cái vú, nó bỏ cái vai, có vú mà không có vai mặc đồ gì cũng xấu hết á, mà có vai mà không có vú mặc đồ gì cũng đẹp hết. Wow. Mà có vú có vai nhưng Duy là bơ phát đẹp nhất. Bởi vì nếu bạn tập gym á mà bạn biết cách chơi á, chơi cái gì cũng là cha thiên hạ hết. Nhiều khi vô tập mới em nhẹ nhẹ từ từ anh ra chị đâu có nổi đâu, ra sớm lắm. Vlog thực hành thiết thực cụ thể châm biếm hài hước phương pháp tập gym đúng chuẩn tứ trụ Sài Gòn gym triệu đô đẳng cấp 5 sao gym chúa Duy Nguyễn THOL. Chào mừng các bạn đến với chương trình chém gió của Duy Nguyễn. Bây giờ là đang ở BBT Bình Tân. Các bạn hỏi tại sao tòa nhà BBT quận 12 nó nguy nga lộng lẫy vậy, Duy Nguyễn không chuyển về ở? Đâu có thiếu nhà đâu ba, đúng không? Quận 12 là gì? Duy Nguyễn Tower. Mà Duy Nguyễn Tower là gì? Tập trung cho game, dịch vụ game. Còn này là gì? BBT Building. Đó. Mà building là gì? Là tòa nhà BBT. Mà tòa nhà BBT là gì? Có 500 anh em nhân viên BBT đang làm việc ở đây thì giám đốc phải ra điều hành đúng không ạ? Nên ở đây là sẽ là chỗ quan trọng nhất. Rồi còn những cái kia là những cái trung tâm thôi, game center. Nhớ đừng hỏi nữa nha. Còn á, các bạn thắc mắc là sao anh Duy Nguyễn giờ tập không nhiều như hồi xưa. Nói chung mỗi thời mỗi khác ông ơi, hỏi gì sao trả lời đúng không? Hồi xưa đi Novo khác, giờ đi mẹt chảnh hơn. Mình đi mẹt mình tập cho nó xoang. Cái nữa quan trọng là cái gì nè, cái gọi là cái quan điểm của Duy á, tập gym mình phải ra tiền. Tập gym ngày không tập, thực tế và thực dụng lắm. Ai vẫn chịu à. Mình tập gym, làm video, livestream chém gió. Đó, vừa chửi mấy anti fan, vừa đam mấy chậu tre, vừa đổ mồ hôi. Mà quan trọng là vừa có tiền quảng cáo. Nó thật là lần vậy á. Cái gì nữa, quảng cáo phòng. Con kia nó hỏi, mẹ mà làm video mà nó nhiều quảng cáo thôi gì đúng không? Ủa xin lỗi mày, chứ làm video quảng cáo làm gì? À, mày hỏi câu đó mày có lắp não không mày? Tao bỏ ra bao nhiêu triệu đô la, tao làm phòng game, tao quảng cáo rồi, tao mẹ tao ngu như mày à. Không vậy đó mấy em. Bây giờ đó, trong video đúp lên, tụi em coi video, like, share là ok. Kẻ xuống dưới, comment, đam mấy khẩu cho anh, đam hay có tượng. Và chủ đề ngày hôm nay là Duy sẽ tư vấn các bạn, hướng dẫn các bạn cũng như nổ một cái máy tập gym 80 triệu đẳng cấp quyền thoại lần thứ hai xuất hiện tại THL Game Center. Lần đầu tiên là xuất hiện tại bên quận 6 nha các bạn, với cái hệ máy là Khôn Game đẳng cấp không bằng máy này đẳng cấp hơn. Ở cái máy này là cái máy đa năng, nó tập được rất là nhiều bài và nó phù hợp cho các bạn mới tập phụ nữ này nọ kia đó. Cái hệ máy này kêu là gì? Multi Fresh. Fresh là gì? Fresh là đẩy, Multi là gì? Nhiều. Các bạn có thể dùng đẩy ngực ngang, ngực trên và vai, tùy vào cái chỉnh cái này nè. À, nghe chưa? Chỉnh càng cao thì tập cơ càng cao, chỉnh càng thấp tập cơ càng thấp. Thấy nói chuyện nghe triết lý không? Cơ thấp nhất là gì? Là cơ ngực ngang, cơ trên chút xíu là ngực trên và cơ cao là cơ vai. Thì bây giờ á là mình đề ba. Mình tập thử cái phần ngực dưới đi ha, ngực ngang á. Là mình chỉnh này nha, nhớ là tay cầm nè. Rút này ra, lên xuống tập tay luôn. Đó. Rồi chúng ta sẽ đi tìm sự phù hợp. Cái này cũng vậy. Nè lấy cái chốt này ra, ngồi cái thế phải xoan, kéo ra dính này nha. Đó, hạ xuống. Ủa nặng vậy. Đó, hạ xuống thành ghế ngực ngang. Hiểu chưa? Rồi giờ nằm cứ đẩy thôi. Có mấy thằng tập game đẩy vậy nè, đạp dơ ghế. Mày móc cái thế này nè, tụi em thấy nào tập tụi em đam thấy mồ nó cho em. Đẩy nè, thẳng ông tài. Đẩy vậy nha, đẩy vậy là sai. Anh gì không có thích đâu. Đẩy lại bình thường đi mấy em. Đã quá. Nhớ ống tay phải thẳng nha. Ống tay thẳng nè, lên không khóa khớp. Xuống căng cơ. Nói chuyện nhiều vô cho chết mẹ luôn. Giỡn thôi. Hít thở đều đều nha ba. Anh Duy Nguyễn mày làm video kiếm tiền thì nói chuyện được. Cái điều quan trọng á là sau khỏi xếp đẩy chúng ta phải uống intra hoặc cao. Wow. Vô BBT mua nha, mua chỗ khác lóc.
đó là tập ngực ngang nha các bạn. Vậy thì bài tập này có ý nghĩa gì? Bài tập này dành cho người mới tập, dành cho người tập lâu duy khởi động, và dành cho những người khác người ta hold down. Wow. Nhớ thì những cái hệ máy mà 80 triệu à, mình giờ mình dùng cái chữ 80 đi, mình select to ride đó là tiếng Anh là nhức đầu quá. Bây giờ mình dùng cái riêng trong cái chung, cái riêng là gì? Cái hệ máy 80 triệu nha. Wow. Là có tác dụng như vậy, dùng để warm up, dùng cho người mới, dùng cho phụ nữ, dùng cho hold down. Hồi nãy là cái ngực ngang, bây giờ ngực trên thì nó cũng dễ thôi. Đây không phải là chương trình hướng dẫn tập nha, mà là chương trình phân tích và đam trẩu. Chỉnh tạm thôi, dốc là lên, tối thiểu 30 độ, tối đa 45 độ. Rồi ok. Nè, có những cái bạn mà không biết chỉnh ghế á, nói chung á là các bạn đi tập mà có tiền á, là bạn TBT làm hết. Còn bạn không có tiền TBT á, đứng mà phải cho sang, đứng kiểu gamer nha. Đó, chỉnh nhẹ nhẹ thôi. Đó, thấy không? Cái này nó quan trọng nha mấy ông nội. Ủa, mới vô phá phòng tôi đuổi á. Đó, lại lại nè, đầu tiên mình rút ra vậy đúng không? Đó, để vậy đã chưa vô khớp nè. Nó chưa vô khớp. Chúng ta lại, chúng ta tiếp tục. Nó hơi cao đúng không? Rồi, đẩy xuống, nhẹ nhẹ thôi. Chết mẹ sao nóng ga ta? Nhớ lên. À, vậy là chỗ đó không có chốt. Vậy là cái chỗ này chốt thấp nhất là chỗ này. Nhìn có đúng không? Máy xịn của nó giấu mẹ hết chốt mẹ. Không thấy. Mua máy tàu là thấy rồi. Máy này nó giấu hết chốt rồi. Rồi, vô lý, vô lý. Đâu ai đâu nằm để đẩy gì sao đẩy. Đúng không? Đẩy gì không được. Không vậy đâu. Vô rồi, tới đây là hết rồi. Chưa căng không được, đẩy luôn. Không được, nha, chỉnh lại này nữa. Ôi mệt quá, xuống xuống xuống. Này khó à. Ví dụ bạn buông à. Đâu ra đâu, máy bảo hiểm rồi. Đúng không, mày rút tới ngày mai chưa ra nữa nè. Rút coi, không ra được. Phá đồ. Không được. Phá, không được nha. Một tay gồng lên, khiêng nó ra, kéo lên kéo xuống vậy nè. Cái tay vẫn vịn chốt. Vịn. Càng thấp tập càng khó. Trời má ơi, sao đẩy lên đây nó thấp quá vậy? Để lên nổi không? Để lên nổi không? Sai sai nha mấy em. Sai à, nhìn cái tướng gì lúc đầu nè. Như vậy là thấy nó quẹo quẹo cái tay không? Anh gì mày vô tư. Nhưng mà mấy bạn kia chơi không nổi đâu. Mấy bạn kia đẩy về đặt vai, đau cổ tay nữa. Được nha. Bị gì? Thấp quá. Lên chốt đi ba. Rồi vô. Đẩy 50 cái thôi nha. Đã giá số còn 20 là vừa. Ủa cẩm trong cẩm ngoài khác nhau gì? Thằng nào tay ngắn thì cẩm ở trong, thằng nào tay dài cẩm ngoài đó thôi. Đúng không? Cẩm trên cẩm dưới khác gì? Thằng nào lùn quá thì cẩm ở trên. Ủa lộn lộn, thằng nào lùn thì cẩm ở dưới, thằng nào cao cẩm ở trên. Anh mày cao. Nè xuống từ từ nè. Chín, mười, mười một, hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Nội dung chính hôm nay là tập vai. Hai bài vừa rồi demo vô vlog thôi. Tập vai thì sao ta? Chỉnh tiếp. Kéo này ra, dứt cái này lên. Rồi ok, đẹp chưa? Multi-rest tập được 3 bài. Tại sao chúng ta phải tập vai? Tại vì đơn giản mà đàn ông vai nhỏ quăng đi. Ngực nở eo thon phân mỹ nữ mà vai u thịt bắp đỉnh anh hùng. Có mấy thằng vô tập nó quăng trong cái vú. Nó bỏ cái vai. Có vú mà không có vai mặc đồ gì cũng xấu hết á. Mà có vai mà không có vú mặc đồ gì cũng đẹp hết. Wow. Mà có vú có vai nhưng Duy là bơ phát đẹp nhất. Nha. Bài tập này á, nó cũng rất tốt cho vai. Khi mà các bạn mới nhập môn như tỏi hình á, là các bạn chơi những cái bài này thì cái đường đi nó ok, quỹ đạo nó ok, nó khó sai, nó dễ tập. Và ưu điểm của máy Sartorai là gì? Tập nhanh, khỏi setup tạ. Cầm đây khác nha, nhớ
Cái này á thì không phải là rộng và hẹp nữa, mà cái này nó là có cái sự khác biệt rồi đó. Cầm ở đây vô vai khác, cầm ở đây vô vai khác. Ở đây nó vô vai trước hơi nhiều, ở đây nó vô vai lớn hơi nhiều. Mình tập mình tham, cái gì lớn thì mình tập thôi. Đẩy lên, không khóa khớp nha ba. Má khóa khớp nhà nó gãy tay chết bà nữa. Vậy thôi. Nè. Xuống tới đây căng, giữ lại, đẩy lên. Cái tay nó hơi dĩa đằng sau một xíu thôi nha, chứ không có dĩa vậy nha. Sai á, để vậy cũng sai. Để vậy á, thì nó không sai chỗ này mà nó sai chỗ này nè. Chỗ này nó vướng quá, nó không có được tự nhiên. Nên mình dĩa một chút xíu thôi. Mỗi giả mang phải giỡn đâu. Bài tập ghê lắm á, cắt lắm, cắt đồ bo tay, bo dai đồ. Dai cong vô tròn, đẹp lắm. Khi mà chúng ta lên tạ đó mấy em, là phải đeo bao tay nha. Cái bao tay huyền thoại này theo anh 3 tháng rồi đó. Bao tay xài 3 tháng thì đúng rồi ba. Không má ba xài bao có lần ba quăng ba bỏ à. Có mấy thằng fan của anh nó tâm thư lắm mấy em. Nó mua cái bao tay 200 ngàn, nó xài gần 1 năm cũ nó đi, nó phản ánh, nó đòi đổi. Mày qua bên đu đất đó mày đổi. Nghĩ sao trời, bao tay á là cái mà chúng ta cầm nắm sờ mó thường xuyên. Mà thậm chí nói cho mày chê nha, mấy thằng trai tập gym nó ở dơ bà cố luôn. Nó giặt cái bao tay lần nào tao chết liền á. Bảo đảm mày á, đi quen con gái không cần mua thuốc mê luôn. Mà lấy bao tay mà chụp mũi ra nó xỉu luôn à. Đó. Mà nó xài gần 1 năm rồi, nó bị gắt nó đòi đổi. Ôi hạng như Nguyễn dở quá, em xài mới gần năm rồi. Nó tưa đầu rồi, đổi cho em đi. Má thiệt tình đó, tôi chán tụi nó lắm luôn rồi mấy em. Mấy em biết không, hồi xưa đó anh thương tụi nó lắm. Mà giờ tao thấy tụi nó xàm quá anh, chán. Cái mẹ luôn, tao cứ làm ăn thôi. Khỏi cái này nọ kia mệt. Tụi nó sống cái gì cũng biết, mẹ có biết đều là không biết, nó thật. Hồi năm 2004 á, anh quảng cáo phụ kiện này nọ, anh giới thiệu tụi nhiều lắm, giờ anh chán rồi. Mày có tiền thì mày mua, mày không có tiền thì mày phắn luôn cho rồi đi. Bán cho mày cái bao tay không là tao lỗ hơn nữa. Nhức đầu lắm. Có thằng hỏi anh Di ơi, không anh làm nhiều quá, anh làm quần xì bán luôn đi. Cái quần xì giữa chân mày lủng mà cũng kiếm tao à. Khổ. Tiếp tục set tiếp theo nha mấy em. Đẩy bài này là ok, bữa nay anh Duy Nguyễn mày chỉ mày tập vai tập 2 bài thôi. 2 bài là vai bao ngon. Nói chung á, ở trong phòng gym á, tập vai có ngàn cách. Nói chung cách nào cũng đúng hết á. Mình phải khai thác ưu và nhược điểm của từng cách để mình chọn cái cách tập để cho nó phù hợp và nó thành công nhất. Và quan trọng chúng ta phải đổi lịch, chúng ta phải đổi bài, đổi này đổi kia để cho nó có một cái sự là bối rối cơ bắp lên. Thấy không? Xuống nè. Tạ nó phải ngang, tạ nó không được chạm đó. Tay kích thích nhất, rung rung tay càng tốt, mà nói chuyện được như anh càng ok. Em trai nào tập gym mà diễn xuất được như anh là phong thái thần thái này nọ kia, đẩy nặng, nói chuyện không đứt hơi, tập liên tục được tới cá xê nha. Lên tạ em. Không chơi thôi, chơi phun cây hả. Mà trong quá trình tập luyện á, mồ hôi chúng ta sẽ ra nhiều. Mà ở đây tập ngay mới lạnh nè, ra không nổi luôn á. Cái phần gì tập nhẹ quá chưa ra. Thì khi mà đầu tư một phòng gym á, thì các em phải đầu tư cái hệ thống toilet cho nó chuẩn. Nó sạch sẽ, thơm tho, nó sáng loáng. Người ta đi vô đó, ta có cảm hứng. Đó. Chứ không phải là cái chỗ toilet mà cái chỗ nó hôi trời đó, cái mở cửa ra, cái đóng vô liền, chịu không nổi. Dân tập gym á nói chứ phải chê, chứ đa phần là dân kém ý thức. Tao nói thiệt với tụi mày luôn á, tụi mày đầu tư cái bồn tiểu đi. Mà xả cơ á. Xả cơ là xả cái gì, là xả nhấn cái nút vô nó mới xả đó. 10 thằng á, nó đi đáy xong nó xả được 3 thằng. Cảm ơn. Trời đất ơi, anh mở nhiều phòng gym là khổ lắm em. Nhất là mấy phòng 200-300 ngàn nữa, thôi bỏ luôn. Tuyển bà lao công vô, bà dộ một phát một buổi một, bà chạy luôn. Bà nói thiệt không, mấy cuộc đời tao làm quán nhậu tao chưa dơ bằng này nữa. Bà nói thẳng. Hồi bơi quận 6 đó. Quận 6 là vậy đó. Anh tuyển lao công làm bền. Chịu không nổi, người ta chịu không nổi, mà tập tạ này dơ lắm mấy em. Nên thôi giờ đầu tư mẹ cái bồn xả tự động đi. Không có nhiêu tiền đâu. Ví dụ như Inat Toto thì cái bồn vậy anh nghĩ chừng 11, 12, 13 triệu. Wow. Còn có tiền thì chơi color nha anh.
thấy không? Nhưng mà thấy không, phòng gym của THOL đó, cái phòng vệ sinh nó luôn đẹp. Lúc mới khai trương, lúc mới Cẩm Thành đẹp sao thì giờ nó chỉ đẹp vậy. Nó không có xuống đồ nhiều mấy em. Từ khi mà thiết bị vệ sinh mà tụi em qua chùi rửa nó không đúng á thì nó hơi bị vàng. Còn bây giờ tập gym mà thằng nào chả mắc, uống nước vô nó mắc kinh khủng bình thường. Nên đây là khuyên mấy bạn luôn, đầu tư phòng gym, đầu tư cho cái hệ thống toilet cho đàng hoàng chưa. Mà còn vấn đề bạn muốn là dân tập tạ nó có ý thức hả? Xin lỗi các bạn, không nổi. Bạn kia là tập tạ vui lòng dẹp lại chỗ cũ hả? Nghĩ cho có thôi. Nó tập nó quăng từ lưa BT dẹp chết mẹ. Nên làm trong cái ngành này nhiều quá mình nhiệt với ngày. Riết cái thấy mọi sự nó bình thường thôi. Nhiều khi mình làm mình video lên mình trong lúc mà tập luyện mình chia sẻ, em Út có nói anh Duy nói phủ quá. Nó phủ gì phủ nó đúng không? Quấn cổ tay vô em. Đeo cho đủ gear vậy thôi à. Vô. Tập vai nha, căng vai, săn vai, chắc vai, mạnh vai, khỏe vai, bài này là vô địch. Nói nhiều quá. Nói nhiều nó bị tuột. Đẩy lên sao nổi. Bây giờ muốn bài này chơi nổi hả? Nhắm mắt lại, tưởng tượng có một em BT mông to ngực khủng, hơi thở thơm mùi Chanel, lợi đỡ tạ và lên. Đúng là thủ tượng là hại thiệt. Thấy không? Đã không? Đã tao nghĩ đó bà. Thần thái không? Tập gym là phải có chất thần đó đó mấy em. Chuẩn bị full cây. Anh chị chia massage nè. Khi mà tụi em tập vai á, tụi em massage đó, kêu đạo nhấn vô đây nè. Nhấn vô đây nha. Nhấn vô mấy chỗ nè. Hiểu không? Rồi hoặc khi nằm ngửa đó. Khi nằm ngửa nha. Đó, bóp đường cổ vai cái đây nè. Xong rồi thả xuống đây bóp luôn. Đó, xong rồi lúc mà nằm sấp á là cái tới cái màn đi lưng nha. Đi lưng nằm xuống kêu mấy em đi lưng sao rồi từ đây nè, đạp một đường xuống đây. Xong rồi miết cái chân khai con cái nó xoáy 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 vô đây. Nhớ. Tại vì cái cơ vai nó khó cảm nhận nhất lắm. Đúng không? Chuột bạn thì bạn co lên số nó nhất, nhưng mà vai á bạn phải căng ra giờ nó mới nhất rồi. Đó. Nhưng mà khi mà vai mà nó mình tập gym nó đã có cảm giác nhất rồi đó. Đi massage bao đã. Bởi vì nếu bạn tập gym á mà bạn biết cách chơi á, chơi cái gì là cha thiên hạ hết. Nói thiệt mà luôn. Nhiều khi vô nó tập mới em nhẹ nhẹ từ từ anh ra. Trời ơi thua. Ra đâu ra khỏi phòng hả ba? Đau quá chịu không nổi, anh xong rồi anh khỏe rồi. Quá rồi đồ massage anh ơi đồ bóp đi. Xuống nhấn nhấn vài cái. Anh khỏe quá, ở đây có hẹn rồi, anh có hẹn rồi, thôi tao mai vô nha. Chịu đâu có nổi đâu, ra sớm lắm. Bây giờ là phát cuối nha mấy em. Tập là phải full cây. Nhưng mà cái full cây cái lên tạ rất là khó. Đòi hỏi chúng ta phải có sự tập trung. Càng thấp lên càng khó. Đây là một bài tập vai ăn toàn diện. Thuộc diện cơ chế press. Tên nó là shoulder press. Mà cái điều quan trọng nhất là mình tập trên cái máy 80 triệu. Mình đã được, mình nổ máy 80 triệu, mình có thương hiệu mấy em. Đó là cái gọi là nguyên tắc BA. Cái máy, bản thân cái máy nó đắt tiền. Cái máy nó sang, cái máy nó top 1. Thì mình tập trên cái máy đó là cái thương hiệu mình tăng gấp đôi. Hiểu không? Giống như tụi em đẹp trai, tụi em có nem, tụi em tập trên máy cùi. Đâu thương hiệu tụi em đâu lên được đâu. Đúng không? Mà tụi em đang cùi, tụi em tập trên máy VIP là tụi em lên nhờ cái thương hiệu của máy. Nó đánh bóng cái tên tuổi tụi em lên. Sau này thì tụi em mới thành công được, cái đó là nghệ thuật PR. Mày phải lợi dụng những cái thành quả, những cái cơ sở vật chất của THOL để tụi em PR. Rồi, full cây 210kg. Chia 2. 210 bao đó ba. 210 bao. Cũng gần 100kg rồi đó. Nói chung tụi em tập phòng cùi á, thảm thì ok. Con này sàn gỗ của đất hết trơn, đang lại nè. Má đất dính vô đây cái rồi sao tời. Má đất dính vô đây cái rồi sao tời. Dính vô đây cái rồi. Tự nhiên về nhà luôn. Mất giống luôn. Thế không mà ba. Cũng nặng thấy mẹ. Nói nhiều quá trừ hao 2 cái nha. Để 8 cái thôi. Không cảm phải không. Quay vlog mệt thấy mẹ. Con
lên được rồi mẹ ơi, con lên được rồi mẹ ơi. Xuống. Một. Tám cái rồi đó. Tính luôn cái lơ là chín rồi đó. Tham nhũng thêm hai cái nữa nha mấy em. Cái cuối nè. Mệt lắm á. Lên mẹ xanh đâu má đảo quá mày ơi. Mày mệt quá. Dài quá. Vậy thì massage tiếp coi. Hết rồi, hết video rồi. Lại xe đi. Comment chút đỉnh, nhớ đam ăn cậu ở dưới nha. Xong qua mấy khác. Quay hoài. Hết. Thấy. Hay thì xe và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết đều là không biết à. Cô chùa hoài.